qua ca khúc Một ngày anh lên Chiêm Hóa, biểu diễn Ngọc Khanh. Ngọc Khanh xin thân ái kính chào quý vị, cô bác, các anh, chị và các bạn. Bài hát Một ngày lên Chiêm Hóa của nhạc sĩ Tân Điều là một bài hát mà Ngọc Khanh rất tâm đắc và rất thăng hoa bay bổng mỗi lần trở về quê hương Chiêm Hóa. Tuy rằng mảnh đất Phúc Sơn là mảnh đất mà Ngọc Khanh đã từng đến đây diễn từ 20 năm trước và bây giờ mới lại quay trở lại. Và bài hát Một ngày anh lên Chiêm Hóa của nhạc sĩ Tân Điều xin được phép bắt đầu. Pino.